Xin chào mọi người ha. Khuya hôm nay á mình giới thiệu đến mọi người laptop Lenovo ThinkPad X1 Carbon nha mọi người. Và mọi người cứ nhìn thấy logo là biết đây là X1 Carbon Gen 8 nha. Cái Gen 8 là cái thế hệ của dòng X1 Carbon, còn cái model rồi cái chip của nó là X1 Carbon chip i5 thế hệ 10 nha mọi người. Đó, thế hệ 10 nhưng mà tên gọi là Gen 8. ThinkPad thì thường thường nó đang đang như nhau, mà để mọi người mà nhìn thấy và phân biệt cái logo mới nhìn thôi. Đó là nhiều người biết nhưng mà cũng có nhiều người không biết, mình nói luôn. Như thế này là X1 Carbon Gen 8, Gen 9, Gen 10 nó cũng tương tự như vậy á mọi người. Là thay vì cái chữ X1 nhỏ xíu của gầm Gen 6, Gen 7 màu đỏ nha, Gen 5 thì nó không có màu và nó không có đỏ. Còn X1 đỏ như thế này á thì nhỏ xíu, ở phía dưới này bên này không có nè. Thì Gen 6 và Gen 7 nó sẽ là như thế này. Như thế này là Gen 6 hoặc Gen 7 y chang nhau luôn mọi người. Còn Gen 8 là bắt đầu là đưa cái X lên chỗ ThinkPad luôn, và to như thế này nè, nó to nha. Nó to và nó ngay chỗ ThinkPad. Mọi người chỉ cần nhìn cái logo này biết là nhiều khi ThinkPad xài xài gần gần giống nhau, nhìn biết là người ta là xài cái máy là đang là đắt tiền đó. Tại vì cái dòng X1 Carbon là cái dòng cao cấp mọi người, thật sự là nó đắt thật sự. Giờ mình sẽ quay rõ ràng cái ngoại hình, cái cấu hình và mình báo giá nha mọi người nha. Đầu tiên á là ở trên cái phần vỏ này á không có bị vết xước hay là trầy mòn gì đâu, chẳng qua là X1 Carbon á thì người ta phủ cái lớp nhung chống trơn trượt trên cái phần vỏ carbon á, là mình nhìn nghiêng thì nó không có thể nào nó đẹp được hết, mà nhìn trực diện thì nó khá là đẹp. Như vậy là mình thấy là cũng tương đối đẹp rồi nha mọi người. Đẹp thì cũng tùy dòng, nhưng mà X1 Carbon mà như thế này mà không bị gọi là trầy xước, hằng nhìn nghiêng này mọi người này không có được đẹp. Hầu hết con nào cũng vậy, như con này là nó cũng khá sạch sẽ rồi. Này thì hơi hằng cái dấu sticker rất là nhẹ thôi, cái tem gì đó của hãng mà sau này người ta lột ra nó hơi hằng nhẹ. Còn nhìn chung á là như thế này là có thể gọi là tương đối đẹp. Tương đối đẹp là không bị trầy mòn á. Đi kỹ lại chút xíu ha, đi kỹ lại chút xíu cái ngoại hình. Mọi người xem bấm chế độ Full HD nha, tại vì mình up video là lúc nào cũng Full HD hết trơn á. Full HD hoặc 2K, từ từ rồi mình xem. Nó load video xong mọi người xem nha. Rồi, đó, tương đối sạch sẽ, góc cạnh nè. Đây là nút nguồn, đây là ngõ USB. Cạnh là đẹp nha. Cái mặt sau nó cũng tương đối đẹp nha mọi người. Đây là ngõ sạc nè. Tai si sấm sét nè mọi người. Đây là hai cái tai si sấm sét cạnh nhau nè, ngõ này ra mạng LAN, USB, HDMI, tai nghe ha, nhẹ. Chưa được 1kg, 14 inch. Giờ vô bên trong nha. Bên trong khá đẹp mọi người, phím rất là đẹp. Mình có tặng cho mọi người tấm dán phím quốc tế, dán vào là đúng khuôn của dòng X1 Carbon luôn. Và gõ đẹp, mịn màng và giữ được bản chất đúng êm nè mọi người. Rất là đẹp, gõ sướng, ThinkPad thì ok rồi. Bàn rê chuột đẹp, góc cạnh là đẹp. Chữ ThinkPad nè mọi người, nhung nè, đẹp nha. i5, Gen 10 là thế hệ 10 đó mọi người, i5 Gen 10 đó. Và tên gọi nó là X1 Carbon Gen 8. Ở đâu rồi? Đây, i5 thế hệ 10 ha, RAM 8GB. Mình cũng nói luôn để mọi người đỡ thắc mắc, đỡ hỏi luôn. X1 Carbon không nâng cấp được RAM, đây là bản RAM 8GB, không có nâng cấp được 16 đâu nha. Nhưng mà chip Gen 10 thì với lại sản xuất đồng bộ như thế này thì xài ok mọi người, xài văn phòng là thoải mái nha, không có lo lắng gì hết trơn á. Đây là SSD 512, không cần phải nâng cấp nữa, tại vì hoặc là nâng cấp lên T cũng được, mà mình nghĩ là 512 là cũng thoải mái rồi. Check cái series máy luôn, máy sản xuất cuối năm 2020 cho thị trường Japan nè. Độ phân giải màn hình là Full HD, cái này là Full HD IPS nha mọi người, chống chói cực kỳ tốt, đẹp. Màn nói chung là X1 ThinkPad là đã rất là VIP rồi, mà X1 Carbon là dường như là đầu bảng luôn, rất là chất lượng, rất là đẹp, nhìn rất là thích. Màn đẹp không lỗi làm gì hết. Mọi chức năng hoàn hảo, pin thì 3-4 giờ là vô tư, bao cho mọi người trên 3 giờ. Máy kèm sạc zin B463 là mã mình đặt cho máy, và mình báo giá mọi người cái con máy này thì không có cái lỗi làm gì hết. Giá 8 triệu, ai chốt có thì inbox mình ha. Mua hàng cọc 1 triệu còn lại mình ship code. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng rồi thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cảm ơn mọi người đã xem kênh và đăng ký kênh của mình ha. 8 triệu cho cái con X1 Carbon này ha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.